Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Yêu Cuộc Sống. Mọi người ơi, thì mình đi chợ, mình thấy người ta bán cái trái sake rất là chín ngon nè. Nên là mình quyết định mình mua về mình làm món chả giò sake. Ở đây mình có các nguyên liệu là thịt xay nè các bạn, sake nè, trứng gà, nấm mèo và cà rốt, hành lá. Mình có nửa ký thịt xay cho nên mình làm khoảng nửa trái sake nha. Mình bào vỏ ra, rồi bây giờ mình sẽ cắt nhỏ. Và mình bỏ vô tô thịt để lát nữa mình trộn. Mọi người ơi, như vậy là mình đã sơ chế các nguyên liệu xong rồi. Ở đây mình có nửa ký thịt xay thì mình bỏ khoảng gần nửa trái sake mình đã băm nhỏ rồi nè. Cà rốt, nấm mèo, hành lá cũng cắt nhỏ. Và bây giờ mình cho thêm hai quả trứng ha. Hai quả trứng gà. Nêm vô đây khoảng nửa muỗng cà phê tiêu, một muỗng muối, thêm một muỗng nước mắm nữa ha cho nó thơm. Mình làm lạt thôi các bạn, bởi vì lát nữa mình có chấm nước mắm nữa. Cái tô nhân chả giò mình đã trộn xong rồi đây mọi người ơi, nhìn rất là hấp dẫn luôn á, rất là thơm nha. Mình trộn nhân làm sao cho nó dẻo, nó dính với nhau là được. Có thể gia giảm các nguyên liệu. Mình sẽ xịt vô cái tô nước này một xíu nước tương để cho khi mình chiên chả giò nó được giòn. Ở đây là mình có cái bánh tráng cuốn chả giò của Co.opmart. Lần đầu tiên mình mới sử dụng bánh tráng này, nó hình vuông. Mình thấy cái bánh tráng này nó hơi dày nè, nên phải nhúng nước nhiều một xíu. Sẽ bỏ nhân vô đây. Do cái bánh tráng này nó bự nên là mình sẽ cho nhiều nhân ha. Đó. Rồi mình cuốn cho chặt tay ha các bạn. Gấp hai bên lại. Chả giò dễ mà, chắc ai cũng biết cuốn hết. Mọi người ơi, mình vừa mới cuốn được bao nhiêu đây cuốn chả giò siêu to khổng lồ rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành chiên ha. Rồi dầu đã sôi mình bỏ chả giò vô ha. Hôm nay mình cuốn chả giò bự lắm. Mình cuốn chả giò rất là khổng lồ. Cuốn chả giò siêu to khổng lồ nên là một lần mình chiên được có 5 cuốn thôi à. Coi bộ hơi lâu rồi nha. Rồi mình thấy chả giò nãy giờ nó cũng đã vàng rồi các bạn, nên là mình vớt ra. Chả giò này cái bánh tráng nó hơi dày nên là mình chiên lâu chút xíu, khoảng 15 phút. Mình để lửa nhỏ thôi nha các bạn. Mình thấy nó vàng cỡ này là được rồi nè. Đây là cái mâm chả giò của mình vừa mới chiên xong rồi mọi người ơi, còn nóng hổi luôn. Rồi bây giờ mình sẽ pha nước mắm ha. Mình pha nước mắm là không có theo công thức nào hết á. Mình sẽ pha nước, đường với lại chanh sao cho nó có vị chua chua ngọt ngọt. Rồi bây giờ mình sẽ nêm thêm nước mắm vô ít thôi. Rồi giờ mình bỏ tỏi ớt vô ha. Rồi, đói bụng quá, bây giờ mình mời mọi người cùng thưởng thức với mình nha. Chà, nhìn thấy hấp dẫn là không kiềm chế được rồi đó. Hôm nay mình sẽ cuốn với lại rau sống. Một cuốn chả giò rất là to. Rất là to luôn các bạn ơi. Nên mình sẽ cắt đôi ra. Mọi người nhìn nè, cái nhân ở bên trong á rất là thơm. Bây giờ mình sẽ cuốn một cuốn ha. Mình rất là thích ăn cái cọng ngò này nè. Ngò rí á các bạn. Thơm, tía tô, giấp cá.
Ngò. Thì mình thấy á, ăn với lại cái nhân sake nó rất là mềm, nó có vị bột bột, nói chung là rất là khác lạ các bạn, béo ngon. Ngon lắm. Hôm nay mình pha nước mắm vừa miệng, chua chua ngọt ngọt. Chả giò này mà chiên cho trẻ em là đúng hợp luôn các bạn ơi, bởi vì nó ở bên trong rất là mềm mà cái vỏ bên ngoài nó lại giòn nữa. Ngon. Nước chấm ngon ha. Bé nhà mình bình thường nó không có thích ăn chả giò, nhưng mà một lần đầu tiên nó ăn thử chả giò sake và nó thích luôn mọi người ạ. Cái sake nó bùi ha, nó rất là bùi. Sake nó rất là bùi. Sake thì mình có thể chiên không cũng được, chấm với lại tương ớt, tương cà hoặc là hầm với xương á mọi người, rất là ngon. Cái dĩa chả giò siêu to khổng lồ này mình hết khoảng 100 ngàn, hơn 100 ngàn chút xíu thôi các bạn. Thấy không? Mọi người cứ chế biến thức ăn ở nhà là mình thấy rất là rẻ mà lại rất là ngon luôn. Nhà mình là chỉ có ăn đồ ở nhà thôi, lâu lâu bận lắm rồi mới đi ăn bên ngoài. Cuốn một cuốn luôn ha, ăn cho nó đã. Mình làm xong đói quá nên ăn rất là ngon.
Bây giờ mình cắt lại một cuốn chả giò cho mọi người nhìn thấy rõ hơn ha. Đó. Bữa giờ mọi người có nghe là dịch corona ở Việt Nam là lên tới con số 30 người không? Ngày hôm nay là lên tới 30 người bị bệnh rồi. Thì mình cũng chủ yếu là chỉ ở nhà giữ con thôi. Thì những lúc mà buồn rảnh rỗi thì lấy đồ ra nấu ăn. Rồi mình nghĩ ra những cái món ăn mới lạ để cho bé mình nó cũng hào hứng, nó thích ăn đó mọi người. Ở Sài Gòn lúc này thì cũng rất là nắng nóng, cho nên là mình ăn nhiều rau xanh. Ăn nhiều rau xanh cho mát người. Vì cuốn chả giò siêu to khổng lồ mà nhân của nó lại là sake, là tinh bột nữa, cho nên là mình ăn thấy rất là nhanh no. Một cuốn chả giò khổng lồ này. Mình cuốn chả giò này phải gấp đôi gấp ba người khác. Mình ăn được ba cuốn rồi thấy rất là no rồi đó. Rau sống tươi ngon lắm. Hình như ngày nào mình cũng ăn rau sống hết. Rau sống mình rửa muối, rửa giấm, nó sạch sẽ rồi nên là cũng không có sợ, không có sợ dơ. Mình ăn hết 4 cuốn chả giò rồi mọi người ơi. Nói chung là rất là ngon mà cũng rất là no rồi. Hai dì cháu mình đã oanh tạc hết một nửa dĩa chả giò hồi nãy mình chiên. Rồi hết một cả một rổ rau sống luôn rồi nè. Thì chả giò sake là một cái món ăn rất là ngon, thơm, dễ ăn. Cái nhân nó mềm, vô cùng thích hợp cho các cái bạn nhỏ. Thì mọi người nếu mà có rảnh rỗi thì cứ làm món này cho gia đình ăn nha. Mình thấy là nó dễ làm, dễ ăn và cũng không có ngán nữa. Hôm nay mình cũng xin tạm dừng cái video của mình tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những video sau. Tạm biệt mọi người. Bye bye, tạm biệt.